Tại sao Phong lại đặt cái tựa là văn hóa lùng của chế độ cai trị sẽ đưa dân tộc đi về đâu? Tại sao lại có cái gọi là văn hóa lùng trong ngoặc kép vậy các bạn? Thật sự thì với cái nhìn của một người từ ở bên ngoài vào Việt Nam thì chúng tôi nhìn thấy được nhiều việc hơn là các bạn từ ở trong nhìn ra. Có những chuyện ở trong thì các bạn là nắm rõ vấn đề ở trong nước nhiều hơn, để các bạn nhìn ra từ cái góc nhìn từ trong nước. Còn chúng tôi từ ngoài nhìn vào thì cái góc nhìn nó hoàn toàn nó khác với các bạn. Tại sao chúng tôi gọi là văn hóa lùng? Nó là một cái biểu tượng của một cái tự ái hay là một cái tự kỷ của những kẻ lên nắm quyền, mà họ có yếu kém về cái mặt nào thì thông thường họ hay phô trương và khuếch đại cái mặt đó để che lấp cái sự yếu kém của mình. Đó là cái thông thường của cuộc sống, thông thường trong đời người cũng vậy, ở trong con người cũng vậy. Đôi lúc chúng ta cũng phải phô trương những cái yếu kém, những cái gì đó để khỏa lấp những cái yếu kém của bản thân mình. Nhưng đứng ở cương vị cai trị một quốc gia, ở cương vị lãnh đạo một xã hội thì các bạn và tôi cũng nghĩ rằng cái văn hóa lùng này không nên xuất hiện, bởi vì nó sẽ gây hại rất nhiều cho cái dân tộc đó khi phát triển hay hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Ok các bạn, tại sao tôi gọi văn hóa lùng? Trong 1-2 năm gần đây, khi mà các bạn và tôi tham gia nhiều trên mạng xã hội, tức là Facebook, thì các bạn đã bắt gặp rất nhiều những cái hình ảnh, bắt gặp rất nhiều những cái bài báo được share lại từ trong nước, khoe khoang nhiều thứ. Trước tiên là những người được xem là giàu có ở Việt Nam, cứ cho là giàu có, còn họ kiếm tiền bằng cách nào thì mình khoan nói tới. Khoe khoang những chiếc xe hiệu, những chiếc Ferrari, những chiếc Rolls Royce, những chiếc Lamborghini, toàn là những xe mắc tiền. Đúng không các bạn? Rồi, bên cạnh đó là gì các bạn? Khoe khoang những cái góc nhà được xem là đẳng cấp, tôi dùng chữ đẳng cấp trong mặt kép. Bởi vì ở bên đây chúng tôi ít dùng chữ đẳng cấp lắm, chỉ có trong Việt Nam dùng cái chữ gọi là đẳng cấp thôi. Ở bên đây thì chúng tôi ít dùng. Đúng không? Rồi bên cạnh đó bắt đầu là những cái cô mà thuộc tầng lớp trung lưu trong giới giải trí thì lại tiếp tục lại khoe bóp hiệu, khoe hàng hiệu, khoe đồ hiệu, một cái món đồ, một cái bóp trị giá mấy chục ngàn đô la, một cái bộ đồ mặc mười mấy ngàn đô la. Đúng không các bạn? Rồi, bên cạnh những cái khoe của, rồi khoe nhà, nhà thì lát toàn bằng gỗ không, mà gỗ mắc tiền nữa. Đại khái như vậy. Rồi, hết khe xe, hàng hiệu, nhà cửa. Sau cái phần mà gọi là khoe những cái đó ra thì tới cái gì các bạn? Bắt đầu đi bám víu vào những cái tên tuổi mà những người đó là người gốc Việt, không biết xuất xứ người ta, không biết người ta có khuynh hướng như thế nào, có hợp với mình hay không, nhưng thấy người ta nổi tiếng là tìm cách lôi kéo về bên phía mình, giống như mình là người tạo ra cái tên tuổi của người đó. Tôi lấy cái ví dụ khá một thời gian khá dài, đúng không, là ở trong đó có một cái nhân vật mà họ luôn luôn tìm cách tiếp xúc, mà theo cá nhân tôi được biết, tại vì họ liên lạc qua cá nhân tôi, là cô Hà Lê, Hà Nguyễn chứ, cô Hà Nguyễn. Hà Nguyễn là một cái tên tuổi lớn trong cái làng custom design của Hoa Kỳ, một người gốc Việt rất nổi tiếng. Cô đã từng đoạt giải Oscar về cái gọi là thiết kế những cái quần áo cho các cái phim điện ảnh, đúng không? Hà Nguyễn là một tên tuổi lớn, họ cũng tìm cách liên lạc, nhưng mà đáng tiếc là Hà Nguyễn không có thích cái chế độ bên đó, và cô ignore, cô không có liên lạc tới. Rồi tới những người như là võ sĩ Cung Lê, rồi bên cạnh võ sĩ Cung Lê, rồi một số những cái tên tuổi khác từ trong cái cộng đồng người Việt thành công ra bên ngoài, thì họ bắt đầu tìm cách liên lạc, níu kéo, lôi kéo về với họ. Thậm chí là có một số người khá thành công, làm tỷ phú vân vân, cũng bị họ lôi kéo về, giống như một cái hình thức gọi là khoe mẽ là ô, người này là người Việt Nam, là do chúng tôi đào tạo, một cái hình thức gọi là đánh lận con đen như vậy. Hết chuyện lôi kéo những cái người mà tạo được tên tuổi, tạo được chỗ đứng ở trong xã hội Hoa Kỳ hay là trong cộng đồng quốc tế,
Xong rồi thì bắt đầu là đi tìm, thấy được khi mà mạng xã hội đưa lên một cái nhân vật nào đó mà được xem là có cái khả năng, có một chút khả năng, thì nhào vào xum xuê tâng bốc, lăn xê lên. Tôi nhớ vài năm trước hình như là có một cái anh chàng nào đó trong Việt Nam thiết kế game, cũng cũng rút cái game đó xuống, và sau khi có những cái liên hệ tới vấn đề bản quyền gì đó, đúng không? Thì bắt đầu nhào vào, từ chính phủ, từ chính phủ nha, cho tới các cấp lãnh đạo, thi nhau tới tiếp xúc với anh chàng này để tìm hiểu vân vân và vân vân. Tức là các bạn thấy một cái văn hóa lùng nó xuất hiện rất rõ ràng. Thứ nhất là khoe những cái yếu kém nhất. Thứ hai là vay mượn tên tuổi của người khác để vun đắp cho cái quyền cai trị của mình. Các bạn nhìn thấy khoe, tại sao ở bên Mỹ này các bạn nhìn thấy người ta càng giàu, người ta mặc đồ rất là bình dân. Thậm chí là đi bộ ngoài đường cũng rất là bình dân, thậm chí còn đi xe bus nữa. Thậm chí còn đi xe bus nữa. Bởi vì tài sản của người ta kiếm được, nó có cái giá trị, và cái giá trị đó đóng góp cho những cái giá trị khác trong xã hội rồi. Do đó, họ không có nhu cầu phải đi khoe hàng hiệu, xe hiệu, bóp hiệu, giống như cái văn hóa lùng đang diễn ra và đang phát triển rất mạnh trong Việt Nam. Thực sự, kẻ cai trị ru ngủ các bạn bằng cái văn hóa lùng này. Họ muốn ru ngủ các bạn là nhờ họ thì mới có những cái mảnh đời thành công như vậy để quảng bá cho cái chế độ cai trị của họ. Thực ra các bạn nhìn thấy bước ra một cái xã hội ở bên ngoài Việt Nam, ở nước Nhật, ở Hàn Quốc, ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu, thì cái chữ sự phát triển con người ở một cái xã hội bình thường lành mạnh, thì mỗi một cái sự phát triển nó có sự khác nhau do cái văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, cái điểm tới vẫn là những cái giá trị thật sự để lại, những cái giá trị thật sự để lại và lâu dài cho những cái người xung quanh trong xã hội. Đó mới là cái quan trọng nhất, chứ không phải là những cái giá trị nhất thời. Và ở bên phía bên Việt Nam, các bạn thấy báo chí trong Việt Nam do định hướng, thiếu cái sự tiếp xúc với lại nền báo chí bên ngoài, thiếu cái sự tiếp xúc với lại thông tin và những cái căn bản về nền tảng xã hội bên ngoài. Cho nên, lại còn lại bị định hướng nữa, cho nên báo chí trong Việt Nam trở nên lệch lạc và nó khai thác những cái mảng đó một cách tối đa, làm cho tất cả mọi người cảm giác là ồ, cái điều gì đó hãnh diện lắm, nhưng thật ra chả có gì để hãnh diện cả các bạn. Ngay cả ở trong Việt Nam bây giờ, cái văn hóa lùng đó nó không chỉ là phát triển đóng gói ở những cái khoe khoang vay mượn, và bây giờ nó tiếp tục nó đào xới những cái quá khứ của người khác để trục lợi hay được nổi tiếng. Tôi không nói tới cái chuyện mà vừa rồi mà ăn mày quá khứ, tôi gọi là ăn mày quá khứ, hay một số bạn bè tôi bên ngoài gọi là ăn mày quá khứ, cái kỷ niệm 50 năm biến cố Mậu Thân, ăn mừng của họ. Tôi chỉ nói cái đào xới quá khứ qua những cái game show mà ở trong nước tổ chức thôi. Họ đưa một nghệ sĩ lên, họ đào xới tất cả những cái quá khứ hồi bé mười mấy tuổi cặp với ai như thế nào lên, làm cho nó nổi đình nổi đám, trở thành một cái scandal, đụng chạm tới đời sống người khác. Rồi sau đó là họ hốt view, họ kiếm tiền, họ kiếm những cái bản quảng cáo. Các bạn đã thấy những nghệ sĩ mà không có hiểu được cái ý đồ đằng sau đó, nhảy lên những cái game show của họ, như trường hợp của cô dì vợ cũ của Hà Duy Phương đó, vân vân. Tức là họ đào xới quá khứ để họ trục lợi. Và tất cả những điều này nó đang diễn ra tại Việt Nam với mục đích sau cùng là để các bạn quên đi. Nhìn những cái hào nhoáng đó, nhìn những cái vay mượn đó, và nhìn những cái quá khứ đó của những người đó, để các bạn nhìn lại thân phận các bạn và tạm thời quên đi những cái khó khăn các bạn đang đương đầu ở trước mắt, do cái sự bất lực của kẻ cai trị không quản lý nổi đất nước, không quản lý nổi xã hội, và thả lỏng cho đất nước và xã hội lâm tới tình trạng được xem là loạn. Bây giờ các bạn đã thấy loạn chưa? Mấy ngày hôm nay, mấy ngày Tết, trên Facebook các bạn có lẽ đã đọc rất nhiều những cái thông tin bao nhiêu người vô bệnh viện vì chém nhau, vì ăn Tết, vì ăn nhậu chửi bới nhau, vì tai nạn giao thông vân vân. Tất cả những cái thông tin đó nó tràn ngập trên Facebook mà các bạn và tôi đã nhìn thấy.
Đây mà tôi nói với các bạn, đó là cái văn hóa lùn của một cái xã hội được xem là một cái xã hội thiếu cái trí tuệ để phát triển. Mà thiếu trí tuệ đó không phải từ người dân, mà từ những kẻ cai trị. Từ những kẻ cai trị thiếu trí tuệ, không đủ chuyên môn, không đủ bản lãnh, trốn trách nhiệm, đẩy trách nhiệm. Tất cả những điều này, nó đẩy cái xã hội Việt Nam tới cái mức này. Mà bên ngoài chúng tôi nhìn vào, chúng tôi gọi là văn hóa lùn. Tức là lùn, cái người lùn thì thường thường khoe khoang mình cao. Nhưng thực sự thì bản chất lùn vẫn là lùn. Tức là cái bản chất văn hóa đó sẽ không thay đổi. Bởi vì họ không được giáo dục một cách căn bản, từ tấm bé, từ trong những cái gia đình có gia giáo, có nề nếp, mà họ được giáo dục bởi cái chủ thuyết nào đó không phải về thuộc về người Việt Nam. Và từ cái chủ thuyết đó nó đẻ ra những cái quái thai liên tục. Và ngày hôm nay các bạn nhìn trong một cái xã hội ở Việt Nam, cái văn hóa lùn nó hiện hữu ở khắp mọi nơi. Gặp nhau cái chuyện đầu tiên là khoe khoang, đúng không các bạn? Khoe khoang những cái kỹ thuật mới nhất, khoe khoang những cái phone mới nhất, hoặc là khoe khoang những chiếc xe mới nhất mà mình có. Thậm chí là đi dự tiệc là phải khoe khoang quần áo đẹp, đồ hiệu, bóp hiệu, hàng chọn lọc, selection, đúng không? Tất cả những cái văn hóa đó ở những cái xứ chúng tôi nó đang bị đào thải, và nó bị đào thải rất nhanh. Tại vì không ai muốn khoe khoang cả. Các bạn thấy nhiều khi những người nổi tiếng bước ra đường ăn mặc rất xề xòa, ngay cả trong cộng đồng nhiều khi, ngay cả tôi ngồi làm livestream với các bạn đây, cái cách ăn mặc tôi cũng rất là bình thường, không có gì gọi là phải khoe khoang cả. Tất cả những cái gì mà nó đóng góp cái giá trị trong đời sống mới là quan trọng. Nó đóng góp cái giá trị gì trong cuộc sống của mình? Những cái khoe mã đó nó không có cái gì để mà khoe hết. Rồi các bạn còn nhớ cách đây vài năm, đúng không? Nó xây sách động đến cái phong trào mà một số nghệ sĩ trong Việt Nam ca khóc rồi lên tiếng về bảo vệ động vật ở Phi Châu. Trong khi cái Formosa nó xảy ra trước mắt, nó xảy ra ngay trên lãnh thổ Việt Nam, thì tất cả câm như hến hết, không ai dám lên tiếng cho vấn đề Formosa hết. Trong khi cái độc đó hại chết con dân Việt Nam, hại chết người thân của mình ở ngay trước mắt. Cái văn hóa vay mượn đó các bạn đã nhìn thấy. Rồi bây giờ thấy qua bên Hàn Quốc K-pop biểu diễn kiểu nào thì về bắt đầu là lấy kịch bản đó sửa đổi lại thành chút đỉnh, biến thành một cái show khác ở trên truyền hình. Vay mượn, thiếu sáng tạo, ăn cắp ý tưởng rồi thay đổi một vài cái chi tiết trong đó, biến thành của mình. Tất cả cái văn hóa lùn đó nó đang xảy ra tại Việt Nam, thậm chí không chịu xếp hàng chen lấn lên trước để được trả tiền trước hay là ra ngoài trước, rồi ra ngoài khoe là mình giỏi, mình thông minh. Đó là văn hóa lùn đó các bạn. Cái văn hóa đang xảy ra mỗi một ngày ở Việt Nam. Và hàng ngày các bạn đi siêu thị các bạn vẫn bắt gặp. Hàng ngày các bạn mở báo chí ra các bạn vẫn bắt gặp khoe từng cái một, rồi vay mượn tên tuổi của người khác. Cái này thì ở trong Việt Nam nhiều lắm. Cái này ở trong Việt Nam rất là nhiều. Từ cái người trẻ tìm cách chụp hình với người tên tuổi để vay mượn tên tuổi đi lừa gạt người khác, cho tới những kẻ trong chính quyền cũng đi vay mượn hình ảnh tên tuổi của những người ở xứ khác hay là những người nổi tiếng khác để rồi bịp bợm với công chúng. Và trên mặt báo thì cứ khoe khoang đủ kiểu hết. Nhưng mà trên thực chất các bạn nhìn thấy và tôi cũng đã nhìn thấy là rõ ràng là một cái thứ khoe mẽ không không đáng để khoe. Và báo chí trong đó luôn luôn có những cái ngôn ngữ để bảo vệ cho cái kẻ cai trị bằng những cái ngôn ngữ mà tôi gọi là rất là hợm hĩnh. Tại sao tôi gọi là hợm hĩnh? Ví dụ như là ông Phúc, Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng có đi nước nào thì tới nước đó là để chi? Để thảo luận vấn đề của hai nước thôi, quyền lợi của hai nước thôi. Lúc nào cũng phải là ô nước đó đang đón chào chờ đợi sự xuất hiện của ông Phúc. Các bạn, đó là cách ngôn ngữ khoe khoang khoe mẽ để cho người dân ở trong nước tưởng rằng ông Phúc quan trọng lắm. Thật sự chả có gì là quan trọng hết. Khi mà đối tác đôi bên gặp nhau bàn thảo những cái công việc của hai nước,
về vấn đề giao thương, về vấn đề quân sự, vân vân. Thì những cái chuyện đó là chuyện bình thường giữa các quốc gia với nhau. Cần gì phải khoe khoang là nước Mỹ phải chờ đợi ông Nguyễn Xuân Phúc hay là tổng thống nước Pháp rất là hào hứng khi mà lắng nghe ông Phúc nói. Các bạn, cái ngôn ngữ báo chí nó khoe mẹ tới mức như vậy. Thì các bạn đã hiểu được cái văn hóa lùng nó đóng cái vai trò quan trọng như thế nào cho sự sống còn của kẻ cai trị. Tại vì họ không có gì nên họ phải đi vay mượn. Ngay từ cái gốc của họ không có gì cả nên họ phải đi vay mượn. Và họ dùng cái súng, họ dùng vũ lực, họ dùng bắp thịt để họ giành cái quyền cai trị. Chứ thật sự nếu mà mở ra một cuộc bầu cử đàng hoàng đâu ra đó, tất cả mọi người đều tham gia bầu cử, tất cả mọi người đều có cái quyền ra ứng cử, thì tôi không biết rằng cái đảng Cộng sản của họ, cái đảng cai trị của họ sẽ còn được bao nhiêu người ủng hộ hay là bị đào thải sớm nhất trong tất cả những cái đảng đứng phía sau đó. Do đó, họ giành cái quyền cai trị bằng cách viết vào hiến pháp rồi sử dụng kiểm soát tất cả truyền thông và siết chặt những cái tư tưởng khác ngoài ngoài cái tư tưởng của họ ra để độc quyền cai trị. Và khi độc quyền cai trị thì họ lại không đủ bản lãnh, không đủ khả năng, không đủ chuyên môn. Do đó, họ phải đi vay mượn. Cứ thấy một người nào nổi tiếng thì níu kéo lôi về phía mình. Thấy một cái vật gì đó có giá trị thì bằng một cách giành về nó là của mình. Nhưng mà cái gốc vấn đề các bạn nhìn thấy những cái sự thành công đó hay là những cái tên tuổi đó, họ làm được những cái chuyện mà họ được cộng đồng thế giới kính trọng, được cộng đồng thế giới nhắc tới là do cái giá trị họ tạo ra cho cái xã hội mà họ đang sống. Chứ không phải là họ chỉ chụp đi vay mượn của người khác về làm của mình. Các bạn, đây chính là một trong những cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn, cái văn hóa lùn. Và cái văn hóa lùn này nó sẽ đưa cái dân tộc Việt Nam về đâu với những cái trò vay mượn khoe mẽ này các bạn. Nó trước hết, ngay trước mắt đã, ngay trước mắt là các bạn cầm cái passport Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi ra khỏi Việt Nam là các bạn đã đội quần rồi. Tại vì bao nhiêu cái hành động của những cái người dân từ cái xứ mà các bạn cầm passport đi ra đã tạo ra bao nhiêu cái hình ảnh xấu cho người Việt Nam qua cái nền giáo dục của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi. Đó là trước mắt. Các bạn thấy rồi đó, tôi không nhắc lại. Tôi đã từng nhắc lại rất nhiều lần trên livestream những cái bản tiếng Việt khinh miệt người Việt Nam từ trong Việt Nam đi ra. Đó là những cái trước mắt thôi. Còn cái hệ quả về lâu về dài. Cái hệ quả về lâu về dài là gì? Họ còn khinh khi hơn nữa. Họ nói các quốc gia gì mà suốt ngày chỉ đi vay mượn tên tuổi của người khác, đi vay mượn những cái sáng tạo của người khác và đi vay mượn tất cả những cái gì mà có thể làm được để giữ quyền cai trị, cái dân tộc đó không khá nổi. Không khá nổi. Trong cái câu chuyện này tôi kể các bạn nghe là thời gian gần đây các bạn có nghe nói đến cái vấn đề mà các cái hãng xe như Toyota hay là Honda muốn rút ra khỏi thị trường Việt Nam không? Họ rút ra vì cái văn hóa lùn đó đó các bạn. Tại vì họ là những công ty sáng tạo xe hơi, sáng tạo thiết kế mẫu xe, tất cả mọi thứ đó họ làm hết và họ bán với một cái giá vừa túi tiền của tất cả mọi người. Nhưng mà khi chiếc xe đó vô Việt Nam thì những kẻ cai trị các bạn đó không cần làm gì hết, chỉ cần đánh thuế lên 200% là trục lợi trên chiếc xe đó rồi. Trong khi từng con ốc, từng cái vỏ, từng cái bao bì, từng cái kiến xe, tất cả mọi thứ đó là những công nhân, những thiết kế sư, họ vặn ốc ra, họ vặn não ra, họ thiết kế những cái mẫu xe đó cho nó phù hợp và cho nó phù hợp với thời đại và cho nó phù hợp với sở thích của tất cả mọi người. Để rồi họ bán một chiếc xe với một cái giá tương đối tùy theo cái mức độ, cái level của mỗi chiếc xe. Còn những kẻ đi vay mượn, đi vay tạm của người khác thì tự cho mình là thông minh khôn vặt, chỉ cần nắm quyền cai trị đất nước là ban hành thuế quánh 200% thuế trên chiếc xe đó nhập cảng vào Việt Nam. Họ trục lợi một cách quá dễ dàng ở trên cái xương máu, cái sáng tạo của người khác. Chiếc xe bán 100 đô, họ bán tới 300 đô, họ lời 200 đô rồi. Các bạn thấy chưa? Đây chính là cái văn hóa đi vay mượn mà càng lúc những cái công ty lớn,
những cái định chế tài chính thế giới và những cái quốc gia mà có cái nền tự trọng, có cái sự tự trọng, họ khinh. Chính vì họ khinh cho nên lúc đầu thì họ thấy là một cái thị trường mới mở ra thì họ háo hức, nhưng mà sau vài năm, chục năm họ nhìn thấy rồi, họ chán nản và họ muốn rút ra. Họ không muốn làm việc nữa. Họ không muốn đưa mặt hàng họ vô nữa, họ không muốn bán những cái sản phẩm họ vô thị trường đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ bị trục lợi trên cái sản phẩm của họ một cách dã man. Những kẻ kia không làm gì hết, chỉ cần ban hành luật thôi là trục lợi ngay trên cái sáng tạo của người khác rồi. Do đó tôi nói với các bạn, cái văn hóa lùng nó sẽ làm cho Việt Nam càng lúc càng thê thảm hơn. Nó sẽ làm cho người Việt Nam dưới con mắt của cộng đồng quốc tế càng lúc càng tệ hại hơn. Và các bạn bước ra, các bạn có cái gì gọi là tự hào là người Việt Nam đây các bạn? Trong khi người Nhật bước ra, ít nhất họ còn tự hào, họ nói rằng nơi nào không có mặt người Nhật sẽ có sản phẩm của người Nhật. Hay người Hàn Quốc, họ bước ra, họ vẫn tự hào là cái barbecue của họ đi khắp thế giới, ít nhất một lần ai cũng ăn cái barbecue Hàn Quốc. Các bạn, ít nhất là họ có những cái điều để họ tự hào. Còn các bạn trong Việt Nam có cái gì để tự hào đây? Bước ra, bước cầm cái passport Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bước ra, bước vào phi trường Nhật là đầu tiên gặp cái bảng yêu cầu người Việt Nam mua phải trả tiền, đừng ăn cắp. Bước qua phi trường Thái Lan, một cái bảng y chang như vậy. Phi trường Hàn Quốc cũng vậy, phi trường Đài Loan cũng vậy. Các bạn, cái văn hóa lùng của đảng cai trị đang khiến cho các bạn trở nên lùn hơn. Các bạn lùn không phải chỉ là cái cơ thể của mình lùn, mà các bạn còn lùn về cái suy nghĩ, các bạn còn lùn về cái mảng văn hóa, các bạn còn lùn về cái mảng ứng xử so với cộng đồng quốc tế. Đây là một cái thực trạng mà tôi chia sẻ với các bạn. Và cái lùn này nó sẽ đẩy cái dân tộc Việt Nam đi thụt lùi ra phía sau nhiều hơn những dân tộc khác. Bây giờ thì đã lùi rồi, nhưng mà đi thêm độ 20-30 năm nữa thì những dân tộc khác người ta nhảy qua một cái gì đó xa xôi rồi, còn mình dậm chân tại chỗ đi thụt lùi ra phía sau. Đây chính là một trong những cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn. Muốn thì nên thay đổi, các bạn nên thay đổi, và cái sự thay đổi này sẽ làm cho các bạn có cái nhìn thiện cảm hơn ở bên ngoài, ít nhất là trong một cái giai đoạn nào đó, một cái giai đoạn nào đó trong tương lai. Mà muốn thay đổi thì giống như tôi nói với các bạn, cái thay đổi không thể là chấp vá, không thể là chấp vá được, mà cái thay đổi đó nó thật sự phải từ cái gốc đi ra. Nó phải từ cái gốc đi ra, thay đổi toàn bộ cái gốc rễ vấn đề thì các bạn mới thay đổi được toàn bộ con người, văn hóa, xã hội của Việt Nam hiện nay. Một cái nền văn hóa bệ rạc, một cái xã hội băng hoại, một cái nền giáo dục lệch lạc và một chính quyền tàn tật. Đó là tất cả những gì đang diễn ra tại Việt Nam ngày hôm nay qua cái bài nói chuyện hôm nay của tôi, văn hóa lùng. Rồi tới những người như là võ sĩ Cung Lê, rồi bên cạnh võ sĩ Cung Lê, rồi một số những cái tên tuổi khác từ trong cái cộng đồng người Việt thành công ra bên ngoài, thì họ bắt đầu tìm cách liên lạc, níu kéo, lôi kéo về với họ. Thậm chí là có một số người khá thành công, làm tỷ phú vân vân, cũng bị họ lôi kéo về, giống như một cái hình thức gọi là khoe mẽ, là ô người này là người Việt Nam, là do chúng tôi đào tạo, một cái hình thức mà gọi là đánh lận con đen như vậy. Hết chuyện lôi kéo những cái người mà tạo được tên tuổi, tạo được chỗ đứng ở trong xã hội Hoa Kỳ hay là trong cộng đồng quốc tế, xong rồi thì bắt đầu là đi tìm, thấy được khi mà mạng xã hội đưa lên một cái nhân vật nào đó mà được xem là có cái khả năng, có một chút khả năng, thì nhào vào xum xuê tâng bốc, lăn xê lên. Tôi nhớ vài năm trước hình như là có một cái anh chàng nào đó trong Việt Nam thiết kế game, cũng cũng rút cái game đó xuống, và sau khi có những cái liên hệ tới vấn đề bản quyền gì đó, đúng không?
thì bắt đầu nhào vào từ chính phủ, từ chính phủ nha cho tới các cấp lãnh đạo, thi nhau tới tiếp xúc với anh chàng này để tìm hiểu vân vân và vân vân. Tức là các bạn thấy một cái văn hóa lùng nó xuất hiện rất rõ ràng. Thứ nhất là khoe những cái yếu kém nhất. Thứ hai là vay mượn tên tuổi của người khác để vun đắp cho cái quyền cai trị của mình. Các bạn nhìn thấy khoe, tại sao ở bên Mỹ này các bạn nhìn thấy người ta càng giàu, người ta mặc đồ rất là bình dân. Thậm chí là đi bộ ngoài đường cũng rất là bình dân, thậm chí còn đi xe bus nữa. Thậm chí còn đi xe bus nữa. Bởi vì tài sản của người ta kiếm được, nó có cái giá trị, và cái giá trị đó đóng góp cho những cái giá trị khác trong xã hội rồi. Do đó, họ không có nhu cầu phải đi khoe hàng hiệu, xe hiệu, bóp hiệu, giống như cái văn hóa lùng đang diễn ra và đang phát triển rất mạnh trong Việt Nam. Thực sự, kẻ cai trị ru ngủ các bạn bằng cái văn hóa lùng này. Họ muốn ru ngủ các bạn là nhờ họ thì mới có những cái mảnh đời thành công như vậy để quảng bá cho cái chế độ cai trị của họ. Thực ra các bạn nhìn thấy bước ra một cái xã hội ở bên ngoài Việt Nam, ở nước Nhật, ở Hàn Quốc, ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu, thì cái chữ sự phát triển con người ở một cái xã hội bình thường lành mạnh thì mỗi một cái sự phát triển nó có sự khác nhau do cái văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, cái điểm tới vẫn là những cái giá trị thật sự để lại, những cái giá trị thật sự để lại và lâu dài cho những cái người xung quanh trong xã hội. Đó mới là cái quan trọng nhất, chứ không phải là những cái giá trị nhất thời. Và ở bên phía bên Việt Nam, các bạn thấy báo chí trong Việt Nam do định hướng thiếu cái sự tiếp xúc với lại nền báo chí bên ngoài, thiếu cái sự tiếp xúc với lại thông tin và những cái căn bản về nền tảng xã hội bên ngoài. Cho nên lại còn lại bị định hướng nữa, cho nên báo chí trong Việt Nam trở nên lệch lạc và nó khai thác những cái mảng đó một cách tối đa, làm cho tất cả mọi người cảm giác là ồ cái điều gì đó hãnh diện lắm, nhưng thật ra chả có gì để hãnh diện cả các bạn. Ngay cả ở trong Việt Nam bây giờ, cái văn hóa lùng đó nó không chỉ là phát triển đóng gói ở những cái khoe khoang vay mượn, và bây giờ nó tiếp tục nó đào xới những cái quá khứ của người khác để trục lợi hay được nổi tiếng. Tôi không nói tới cái chuyện mà vừa rồi mà ăn mày quá khứ, tôi gọi là ăn mày quá khứ, hay một số bạn bè tôi bên ngoài gọi là ăn mày quá khứ, cái kỷ niệm 50 năm biến cố Mậu Thân, ăn mừng của họ. Tôi chỉ nói cái đào xới quá khứ qua những cái game show mà ở trong nước tổ chức thôi. Họ bên Hàn Quốc K-pop biểu diễn kiểu nào thì về bắt đầu là lấy kịch bản đó sửa đổi lại thành Chút Đỉnh, biến thành một cái show khác ở trên truyền hình, vay mượn, thiếu sáng tạo, ăn cắp ý tưởng rồi thay đổi một vài cái chi tiết trong đó, biến thành của mình. Tất cả cái văn hóa lùng đó nó đang xảy ra tại Việt Nam, thậm chí không chịu xếp hàng chen lấn lên trước để được trả tiền trước hay là ra ngoài trước, rồi ra ngoài khoe là mình giỏi, mình thông minh. Đó là văn hóa lùng đó các bạn. Cái văn hóa đang xảy ra mỗi một ngày ở Việt Nam. Và hàng ngày các bạn đi siêu thị các bạn vẫn bắt gặp. Hàng ngày các bạn mở báo chí ra các bạn vẫn bắt gặp khoe từng cái từng từng cái một, rồi vay mượn tên tuổi của người khác. Cái này thì ở trong Việt Nam nhiều lắm, cái này ở trong Việt Nam rất là nhiều, từ cái người trẻ tìm cách chụp hình với người tên tuổi để vay mượn tên tuổi đi lừa gạt người khác, cho tới những kẻ trong chính quyền cũng đi vay mượn hình ảnh tên tuổi của những người ở xứ khác hay là những người nổi tiếng khác để rồi bịp bợm với công chúng, và trên mặt báo thì cứ khoe khoang đủ kiểu hết. Nhưng mà trên thực chất các bạn nhìn thấy và tôi cũng đã nhìn thấy là rõ ràng là một cái thứ khoe mẽ không không đáng để khoe, và báo chí trong đó luôn luôn có những cái ngôn ngữ để bảo vệ cho cái kẻ cai trị bằng những cái ngôn ngữ mà tôi gọi là rất là hợm hĩnh. Tại sao tôi gọi là hợm hĩnh? Ví dụ như là ông Phúc, Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng có đi nước nào thì tới nước đó là để chi? Để thảo luận vấn đề của hai nước thôi, quyền lợi của hai nước thôi. Lúc nào cũng phải là ô nước đó đang đón chào chờ đợi sự xuất hiện của ông Phúc. Các bạn, đó là cái ngôn ngữ
khoe khoang khoe mẽ để cho dân ở trong nước tưởng rằng ông Phúc quan trọng lắm. Thật sự chả có gì là quan trọng hết. Khi mà đối tác đôi bên gặp nhau bàn thảo những cái công việc của hai nước về vấn đề giao thương, về vấn đề quân sự vân vân, thì những cái chuyện đó là chuyện bình thường giữa các quốc gia với nhau. Cần gì phải khoe khoang là nước Mỹ phải chờ đợi ông Nguyễn Xuân Phúc hay là tổng thống nước Pháp rất là hào hứng khi mà lắng nghe ông Phúc nói. Các bạn, cái ngôn ngữ báo chí nó khoe mẹ tới mức như vậy. Thì các bạn đã hiểu được cái văn hóa lùng nó đóng cái vai trò quan trọng như thế nào cho sự sống còn của kẻ cai trị. Tại vì họ không có gì nên họ phải đi vay mượn. Ngay từ cái gốc của họ không có gì cả nên họ phải đi vay mượn. Và họ dùng cái súng, họ dùng vũ lực, họ dùng bắp thịt để họ giành cái quyền cai trị. Chứ thật sự nếu mà mở ra một cuộc bầu cử đàng hoàng đâu ra đó, tất cả mọi người đều tham gia bầu cử, tất cả mọi người đều có cái quyền ra ứng cử, thì tôi không biết rằng cái đảng Cộng sản của họ, cái đảng cai trị của họ sẽ còn được bao nhiêu người ủng hộ, hay là bị đào thải sớm nhất trong tất cả những cái đảng đứng phía sau đó. Do đó, họ giành cái quyền cai trị bằng cách viết vào hiến pháp, rồi sử dụng kiểm soát tất cả truyền thông và siết chặt những cái tư tưởng khác ngoài cái tư tưởng của họ ra để độc quyền cai trị. Và khi độc quyền cai trị thì họ lại không đủ bản lãnh, không đủ khả năng, không đủ chuyên môn. Do đó, họ phải đi vay mượn. Cứ thấy một người nào nổi tiếng thì níu kéo lôi về phía mình. Thấy một cái vật gì đó có giá trị thì bằng một cách giành về nó là của mình. Nhưng mà cái gốc vấn đề các bạn nhìn thấy những cái sự thành công đó hay là những cái tên tuổi đó, họ làm được những cái chuyện mà họ được cộng đồng thế giới kính trọng, được cộng đồng thế giới nhắc tới là do cái giá trị họ tạo ra cho cái xã hội mà họ đang sống. Chứ không phải là họ chỉ chụp đi vay mượn của người khác về làm của mình. Các bạn, đây chính là một... Tại sao Phong lại đặt cái tựa là văn hóa lùng của chế độ cai trị sẽ đưa dân tộc đi về đâu? Tại sao lại có cái gọi là văn hóa lùng trong mặt kép vậy các bạn? Thật sự thì với cái nhìn của một người từ ở bên ngoài vào Việt Nam thì chúng tôi nhìn thấy được nhiều việc hơn là các bạn từ ở trong nhìn ra. Có những chuyện ở trong thì các bạn nắm rõ vấn đề ở trong nước nhiều hơn. Các bạn nhìn ra từ cái góc nhìn từ trong nước. Còn chúng tôi từ ngoài nhìn vào thì cái góc nhìn nó hoàn toàn nó khác với các bạn. Tại sao chúng tôi gọi là văn hóa lùng? Nó là một cái biểu tượng của một cái tự ái hay là một cái tự kỷ của những kẻ lên nắm quyền mà họ có yếu kém về cái mặt nào thì thông thường họ hay phô trương và khuếch đại cái mặt đó để che lấp cái sự yếu kém của mình. Đó là cái thông thường của cuộc sống, thông thường trong đời người cũng vậy, ở trong con người cũng vậy. Đôi lúc chúng ta cũng phải phô trương những cái yếu kém, những cái gì đó để khỏa lấp những cái yếu kém của bản thân mình. Nhưng đứng ở cương vị cai trị một quốc gia, ở cương vị lãnh đạo một xã hội thì các bạn và tôi cũng nghĩ rằng cái văn hóa lùng này không nên xuất hiện, bởi vì nó sẽ gây hại rất nhiều cho cái dân tộc đó khi phát triển hay hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Ok các bạn, tại sao tôi gọi văn hóa lùng? Trong 1-2 năm gần đây, khi mà các bạn và tôi tham gia nhiều trên mạng xã hội, tức là Facebook, thì các bạn đã bắt gặp rất nhiều những cái hình ảnh, bắt gặp rất nhiều những cái bài báo được share lại từ trong nước, khoe khoang nhiều thứ. Trước tiên là những người được xem là giàu có ở Việt Nam, cứ cho là giàu có, còn họ kiếm tiền bằng cách nào thì mình khoan nói tới. Khoe khoang những chiếc xe hiệu, những chiếc Ferrari, những chiếc Rolls Royce, những chiếc Lamborghini, toàn là những xe mắc tiền. Đúng không các bạn? Rồi, bên cạnh đó là gì các bạn? Khoe khoang những cái góc nhà được xem là đẳng cấp. Tôi dùng chữ đẳng cấp trong mặt kép, bởi vì ở bên đây chúng tôi ít dùng chữ đẳng cấp lắm. Chỉ có trong Việt Nam dùng cái chữ gọi là đẳng cấp thôi. Ở bên đây thì chúng tôi ít dùng, đúng không? Rồi bên cạnh đó bắt đầu là những cái cô mà thuộc tầng lớp trung lưu trong giới giải trí thì lại tiếp tục lại khoe bóp hiệu, khoe hàng hiệu, khoe đồ hiệu, một cái món đồ, một cái bóp trị giá mấy chục ngàn đô la,
một cái bộ đồ mặc mười mấy ngàn đô la, đúng không các bạn? Rồi bên cạnh những cái khoe của, rồi khoe nhà, nhà thì lát toàn bằng gỗ không, mà gỗ mắc tiền nữa, đại khái như vậy. Rồi hết khe xe, hàng hiệu, nhà cửa. Sau cái phần mà gọi là khoe những cái đó ra thì tới cái gì các bạn? Bắt đầu đi bám víu vào những cái tên tuổi mà những người đó là người gốc Việt, không biết xuất xứ người ta, không biết người ta có khuynh hướng như thế nào, có hợp với mình hay không, nhưng thấy người ta nổi tiếng là tìm cách lôi kéo về bên phía mình, giống như mình là người tạo ra cái tên tuổi của người đó. Tôi lấy cái ví dụ, khá một thời gian khá dài, đúng không? Là ở trong đó có một cái nhân vật mà họ luôn luôn tìm cách tiếp xúc, mà theo cá nhân tôi được biết, tại vì họ liên lạc qua cá nhân tôi, là cô Hà Lê, Hà Nguyễn chứ, cô Hà Nguyễn. Hà Nguyễn là một cái tên tuổi lớn trong cái làng custom design của Hoa Kỳ, một người gốc Việt rất nổi tiếng. Cô đã từng đoạt giải Oscar về cái gọi là thiết kế những cái quần áo cho các cái phim điện ảnh, đúng không? Hà Nguyễn là một tên tuổi lớn, họ cũng tìm cách liên lạc, nhưng mà đáng tiếc là Hà Nguyễn không có thích cái chế độ bên đó, và cô ignore, cô không có liên lạc tới. Họ đưa một nghệ sĩ lên, họ đào xới tất cả những cái quá khứ hồi bé mười mấy tuổi cặp với ai như thế nào lên, làm cho nó nổi đình nổi đám, trở thành một cái scandal đụng chạm tới đời sống người khác. Rồi sau đó là họ hốt view, họ kiếm tiền, họ kiếm những cái bản quảng cáo. Các bạn đã thấy những nghệ sĩ mà không có hiểu được cái ý đồ đằng sau đó, nhảy lên những cái game show của họ, như trường hợp của cô dì vợ cũ của Hà Duy Phương đó, vân vân. Tức là họ đào xới quá khứ để họ trục lợi. Và tất cả những điều này nó đang diễn ra tại Việt Nam với mục đích sau cùng là để các bạn quên đi. Nhìn những cái hào nhoáng đó, nhìn những cái vay mượn đó, và nhìn những cái quá khứ đó của những người đó, để các bạn nhìn lại thân phận các bạn và tạm thời quên đi những cái khó khăn các bạn đang đương đầu ở trước mắt, do cái sự bất lực của kẻ cai trị không quản lý nổi đất nước, không quản lý nổi xã hội, và thả lỏng cho cả đất nước và xã hội lâm tới tình trạng được xem là loạn. Bây giờ các bạn đã thấy loạn chưa? Mấy ngày hôm nay, mấy ngày Tết, trên Facebook các bạn có lẽ đã đọc rất nhiều những cái thông tin bao nhiêu người vô bệnh viện vì chém nhau, vì ăn Tết, vì ăn nhậu chửi bới nhau, vì được tai nạn giao thông, vân vân. Tất cả những cái thông tin đó nó tràn ngập trên Facebook mà các bạn và tôi đã nhìn thấy. Đây mà tôi nói với các bạn, đó là cái văn hóa lùng của một cái xã hội được xem là một cái xã hội thiếu cái trí tuệ để phát triển. Mà thiếu trí tuệ đó không phải từ người dân, mà từ những kẻ cai trị. Từ những kẻ cai trị thiếu trí tuệ, không đủ chuyên môn, không đủ bản lãnh, trốn trách nhiệm, đẩy trách nhiệm. Tất cả những điều này nó đẩy cái xã hội Việt Nam tới cái mức này. Mà bên ngoài chúng tôi nhìn vào, chúng tôi gọi là văn hóa lùng. Tức là lùng, cái người lùng thì thường thường khoe khoang mình cao, nhưng thực sự thì bản chất lùng vẫn là lùng. Tức là cái bản chất văn hóa đó sẽ không thay đổi, bởi vì họ không được giáo dục một cách căn bản, từ tấm bé, từ trong những cái gia đình có gia giáo, có nề nếp, mà họ được giáo dục bởi cái chủ thuyết nào đó không phải về thuộc về người Việt Nam. Và từ cái chủ thuyết đó nó đẻ ra những cái quái thai liên tục. Và ngày hôm nay các bạn nhìn trong một cái xã hội ở Việt Nam, cái văn hóa lùng nó hiện hữu ở khắp mọi nơi. Gặp nhau cái chuyện đầu tiên là khoe khoang, đúng không các bạn? Khoe khoang những cái kỹ thuật mới nhất, khoe khoang những cái phone mới nhất, hoặc là khoe khoang những chiếc xe mới nhất mà mình có. Thậm chí là đi dự tiệc là phải khoe khoang quần áo đẹp, đồ hiệu, bóp hiệu, hàng chọn lọc, selection, đúng không? Tất cả những cái văn hóa đó ở những cái xứ chúng tôi nó đang bị đào thải, và nó bị đào thải rất nhanh. Tại vì không ai muốn khoe khoang cả. Các bạn thấy nhiều khi những người nổi tiếng bước ra đường ăn mặc rất xề xòa. Ngay cả trong cộng đồng nhiều khi, ngay cả tôi ngồi làm livestream với các bạn đây, cái cách ăn mặc tôi cũng rất là bình thường, không có gì gọi là
phải khoe khoang cả. Tất cả những cái gì mà nó đóng góp cái giá trị trong đời sống mới là quan trọng. Nó đóng góp cái giá trị gì trong cuộc sống của mình. Những cái khoe mã đó, nó không có cái gì để mà khoe hết. Rồi các bạn còn nhớ, cách đây vài năm, đúng không? À, nó xây, sách động đến cái phong trào mà một số nghệ sĩ trong Việt Nam ca khóc rồi lên tiếng về bảo vệ động vật ở Phi Châu. Trong khi cái Formosa nó xảy ra trước mắt, nó xảy ra ngay trên lãnh thổ Việt Nam, thì tất cả câm như hến hết, không ai dám lên tiếng cho vấn đề Formosa hết. Trong khi cái độc đó hại chết con dân Việt Nam, hại chết người thân của mình, ở ngay trước mắt. Cái văn hóa vay mượn đó các bạn đã nhìn thấy. Rồi bây giờ thấy qua một trong những cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn, cái văn hóa lùn. Và cái văn hóa lùn này, nó sẽ đưa cái dân tộc Việt Nam về đâu? Với những cái trò vay mượn khoe mẽ này các bạn. Nó trước hết, ngay trước mắt đã. Ngay trước mắt là các bạn cầm cái passport Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đi ra khỏi Việt Nam là các bạn đã đổi quần rồi. Tại vì bao nhiêu cái hành động của những cái người dân từ cái xứ mà các bạn cầm passport đi ra đã tạo ra bao nhiêu cái hình ảnh xấu cho người Việt Nam qua cái nền giáo dục của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rồi. Đó là trước mắt. Các bạn thấy rồi, là tôi không nhắc lại. Tôi đã từng nhắc lại rất nhiều lần trên livestream những cái bạn tiếng Việt khinh miệt người Việt Nam từ trong Việt Nam đi ra. Đó là những cái trước mắt thôi. Còn cái hệ quả về lâu về dài. Cái hệ quả về lâu về dài là gì? Họ còn khinh khi hơn nữa. Họ nói cái quốc gia gì mà suốt ngày chỉ đi vay mượn tên tuổi của người khác, đi vay mượn những cái sáng tạo của người khác, và đi vay mượn tất cả những cái gì mà có thể làm được để giữ quyền cai trị. Cái dân tộc đó không khá nổi. Không khá nổi. Trong cái câu chuyện này tôi kể các bạn nghe là thời gian gần đây các bạn có nghe nói đến cái vấn đề mà các cái hãng xe như Toyota hay là Honda muốn rút ra khỏi thị trường Việt Nam không? Họ rút ra vì cái văn hóa lùn đó đó các bạn. Tại vì họ là những công ty sáng tạo xe hơi, sáng tạo thiết kế mẫu xe, tất cả mọi thứ đó họ làm hết và họ bán với một cái giá vừa túi tiền của tất cả mọi người. Nhưng mà khi chiếc xe đó vô Việt Nam thì những kẻ cai trị các bạn đó không cần làm gì hết, chỉ cần đánh thuế lên 200% là trục lợi trên chiếc xe đó rồi. Trong khi từng con ốc, từng cái vỏ, từng cái bao bì, từng cái kiến xe, tất cả mọi thứ đó là những công nhân, những thiết kế sư, họ vặn ốc ra, họ vặn não ra, họ thiết kế những mẫu xe đó cho nó phù hợp và cho nó phù hợp với thời đại và cho nó phù hợp với sở thích của tất cả mọi người. Để rồi họ bán một chiếc xe với một cái giá tương đối tùy theo cái mức độ, cái level của mỗi chiếc xe. Còn những kẻ đi vay mượn, đi vay tạm của người khác thì tự cho mình là thông minh khôn vặt. Chỉ cần nắm quyền cai trị đất nước là ban hành thuế quánh 200% thuế trên chiếc xe đó nhập cảng vào Việt Nam. Họ trục lợi một cách quá dễ dàng ở trên cái xương máu, cái sáng tạo của người khác. Chiếc xe bán 100 đô, họ bán tới 300 đô, họ lời 200 đô rồi. Các bạn thấy chưa? Đây chính là cái văn hóa đi vay mượn mà càng lúc những cái công ty lớn, những cái định chế tài chính thế giới và những cái quốc gia mà có cái nền tự trọng, có cái sự tự trọng, họ khinh. Chính vì họ khinh, cho nên lúc đầu thì họ thấy là một cái thị trường mới mở ra, thì họ háo hức. Nhưng mà sau vài năm, chục năm, họ nhìn thấy rồi, họ chán nản và họ muốn rút ra. Họ không muốn làm việc nữa. Họ không muốn đưa mặt hàng họ vô nữa. Họ không muốn bán những cái sản phẩm họ vô thị trường đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ bị trục lợi trên cái sản phẩm của họ một cách giả mang. Những kẻ kia không làm gì hết, chỉ cần ban hành luật thôi là trục lợi ngay trên cái sáng tạo của người khác rồi. Do đó tôi nói với các bạn, cái văn hóa lùn nó sẽ làm cho Việt Nam càng lúc càng thê thảm hơn. Nó sẽ làm cho người Việt Nam dưới con mắt của cộng đồng quốc tế càng lúc càng tệ hại hơn. Và các bạn bước ra, các bạn có cái gì gọi là tự hào là người Việt Nam đây các bạn? Trong khi người Nhật bước ra, ít nhất họ còn tự hào. Họ nói rằng nơi nào không có mặt người Nhật sẽ có sản phẩm của người Nhật. Hay người Hàn Quốc, họ bước ra, họ vẫn tự hào.
là cái barbecue của họ đi khắp thế giới. Ít nhất một lần ai cũng ăn cái barbecue Hàn Quốc.